Thưa quý vị, giá dừa hiện đang thấp hơn một nửa so với vài tháng trước, dù dừa Việt Nam đã được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, diễn biến của giá dừa hiện không có gì là bất thường nếu so với mọi năm, giá mặt hàng này vẫn đang ở mức tốt vì đây là sản phẩm theo mùa. Theo đó, giá dừa tươi hiện tại đang ở mức từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng một chục 12 trái, trong khi 3 tháng trước, mức đỉnh là 140.000 đồng một chục 12 trái. Dù vậy, giá dừa hiện nay đã cao hơn giá đáy hơn 1 tháng trước khoảng 20.000 đồng một chục nhờ các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguyên liệu, chuẩn bị cho đơn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Một số tiểu thương lý giải, giá dừa giảm là do vào mùa mưa nên nhu cầu sử dụng dừa giải khát giảm. Trong khi đó, các vùng trồng dừa thu hoạch nhiều cũng khiến giá giảm mạnh. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến tháng 8 năm nay, xuất khẩu dừa tươi đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái, là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao thứ 6, chỉ sau sầu riêng, thanh long, chuối, xoài, mít. Trong các tháng cuối năm, khi các doanh nghiệp xuất khẩu được dừa tươi chính thức sang Trung Quốc, thì giá trị xuất khẩu sẽ tăng vọt.